Lý do 11 năm qua Việt Trinh không tổ chức sinh nhật. Diễn viên Việt Trinh cho biết cô đã không tổ chức sinh nhật trong 11 năm qua. Vào ngày 27 tháng 11, Việt Trinh cùng với ca sĩ Quách Tuấn Du và Mạnh Thường Quân đã đến một bệnh viện mắt để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo phẫu thuật với tổng số tiền là 272 triệu đồng. Đây là chương trình được nữ diễn viên phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 48 của cô. Các bệnh nhân đến từ miền Tây được miễn phí phẫu thuật 1,5 triệu đồng mỗi ca, được tặng quà và hỗ trợ chi phí đi lại. Bên cạnh đó, người đẹp Tây Đô còn tâm sự, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà con. 11 năm nay, Việt Trinh không tổ chức sinh nhật ở nhà hàng mà đem số tiền đó đi làm từ thiện. Đến nay thì cô đã giúp được hơn 2.000 người nghèo sáng mắt và nhiều trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Nữ diễn viên cho biết cô muốn nhân ngày mình sinh ra là một điều gì đó có ý nghĩa. Bản thân cô cũng từng chiến đấu với bệnh tật, đợt đợi kết quả bệnh án và hiểu được cái cảm giác của những người bệnh. Cô mong muốn mọi người đều sáng mắt để có thể tự chủ, vui vẻ trong cuộc sống. Việt Trinh, tên thật là Việt Trinh, là diễn viên người mẫu. Cô nổi tiếng ở thập niên 1990 với các phim Ngọc Trong Đá, Người Đẹp Tây Đô. Hiện tại, ngoài làm đạo diễn, giám khảo cho nhiều chương trình, cô dành thời gian để đi từ thiện. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.